Là một trong những cặp đôi công khai và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, mới đây Đạt Ri và Du Yên đã chính thức đường ai nấy đi, khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng là tình tan tiệc tài chia tay trong êm đẹp, nhưng mà cộng đồng mạng vào tối ngày hôm qua đã truyền tay nhau những bằng chứng Đạt Ri cạn tình cạn nghĩa, lại còn dọa người yêu cũ gặp đâu đánh đó. Có vẻ là bữa tiệc drama này mới chỉ bắt đầu thôi, và hãy cùng mình hít hà drama nhé. Gặp và quen nhau vào năm 2018, cặp đôi Đạt Ri và Du Yên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi mà trước đó anh chàng liên tục có những bài hit triệu view. Còn cô nàng này sau khi thành đôi với chàng thì cũng nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm nhiều hơn. Các bài hit kết hợp như là Bánh Mì Không, Khó Vẽ Nụ Cười hay là Gói Xôi Vội của cả hai giúp cho tên tuổi của Du Yên và Đạt Ri gắn liền với nhau và giành được nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người. Sự ăn ý trong công việc cho đến âm nhạc và tình cảm khiến cả hai trở thành cặp đôi được yêu quý và ngưỡng mộ trong showbiz. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bề nổi mà thôi, bề chìm như thế nào thì có lẽ giờ mới dần dần được tiết lộ. Sau một thời gian không còn thấy hai người này update hình ảnh thân mật thì các fan của cả hai đã đồn thổi đoán già đoán non. Và đến tối ngày 23 tháng 4 thì phía nhà gái bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái dấy lên tin đồn đổ vỡ của hai người. Nguyên văn dòng chia sẻ như sau: "Dạo này mình gặp nhiều người để giải quyết công việc cũ và nghe rất nhiều điều không đúng và sai sự thật mà bạn kể về mình. Nó đang làm ảnh hưởng tới công việc của mình và mối quan hệ của mình. Mình hứa sẽ viết hết quá trình từ lúc mình và bạn gặp nhau, những chuyện mình phải gánh chịu ngày hôm nay để bảo vệ mình, thân NTD." Trong khi đó, NTD cũng chính là tên viết tắt của Đạt Ri, Nguyễn Tấn Đạt. Cho nên việc netizen cho rằng Du Yên đang giành mặt Đạt Ri cũng là có căn cứ. Dù vậy thì cũng không hiểu lý do về sao cô nàng này sau đó đã xóa dòng trạng thái này đi. Cộng đồng những người hít hà vừa thấy miếng bánh drama mà đã vội biến mất thì thật là không can tâm. Người người nhanh chóng đào sâu chuyện tình cảm này của cả hai, đào hẳn được một clip Đạt Ri và Du Yên dành cho nhau những lời lẽ cực kỳ xúc động và sướt mướt trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong chương trình Giải Mã Chiếc Kỷ, cặp đôi đã rơi nước mắt nói về khoảng thời gian khó khăn đã trải qua cùng nhau. Đạt Ri thì rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn đến Du Yên. Cụ thể, anh chàng đã cảm ơn cô nàng đã đồng hành cùng mình suốt quãng đường từ lúc anh chưa có gì cho đến những bài hit, những ca khúc anh sáng tác cho nhiều ca sĩ. Cô đã luôn đồng hành và giúp đỡ Đạt Ri. Đạt Ri nợ cô một lời xin lỗi. Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng yêu quý Du Yên vì là người sống hết mình với đam mê. Anh chàng cũng chia sẻ cực kỳ cảm động. "Việc anh luôn khắc khoải là sợ em bỏ cuộc. Lúc đó anh thất hứa với ba mẹ em. Anh không chứng minh được với những người bạn là anh làm được. Anh mong em lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để được hát và đứng trên sân khấu cùng anh. Và nếu sau này không còn đứng cùng sân khấu thì anh cũng sẽ ngồi dưới nghe em hát. Anh hy vọng trong những sản phẩm tiếp theo, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục dù có chuyện gì xảy ra." Về phía Du Yên, cô nàng cũng khóc nức nở và liên tục chấm nước mắt trước những chia sẻ xúc động của bạn trai. Du Yên nghẹn ngào bày tỏ: "Cảm ơn bạn trai đã luôn giúp cô nàng vững vàng mạnh mẽ." Cô cũng bày tỏ là Đạt Ri trước đây yêu thích sự thẳng thắn và hay vô cớ của mình, nhưng bây giờ lại không chấp nhận nữa. Du Yên cũng hy vọng dù sau này không cùng hát thì vẫn hy vọng bạn trai luôn hồn nhiên như lần đầu gặp và luôn thành công. Đấy, các bạn nữ nhớ nhá, lúc mà còn yêu đương thì tuyệt đối không có nói mấy cái mà sau này không gặp nhau hay chia tay, tâm linh không đùa được đâu, bây giờ phốt nhau rần rần đấy. Chiều ngày 25 tháng 4, cộng đồng mạng vô cùng xôn xao trước thông tin là nữ ca sĩ Du Yên đã chính thức chia tay người yêu Đạt Ri. Thông tin được Du Yên xác nhận trên một bài phỏng vấn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Dù vậy thì không biết fan của cặp đôi này từ đâu lại có thông tin là chàng và nàng hết tình thì vẫn còn nghĩa, chia tay nhưng mà Đạt Ri để lại kênh YouTube hơn 1 triệu sub và fanpage hơn 800.000 follow của mình cho công ty quản lý của Du Yên để củng cố vị trí của cô trên con đường sự nghiệp âm nhạc. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là hai từ duyên phận. Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng đôi khi ta buộc phải chấp nhận. Chia tay hết tình còn nghĩa. Dù bên nhau nhưng mà anh vẫn luôn ủng hộ em trên chặng đường phía trước. Có cái chuyện nó không ngôn tình như vậy đâu các bạn. Trước những câu chuyện ngôn tình cộng đồng mạng truyền tay nhau, Du Yên đã dội một gáo nước lạnh vào người hâm mộ, để lại một đống nợ thì có. Ngoài ra, cô nàng cũng đưa ra bằng chứng là mình đã bị kick ra khỏi kênh YouTube và fanpage mà xưa giờ cả hai đã dùng chung. Để tăng thêm phần drama thì Du Yên còn đăng một đoạn chat, không rõ là có phải cô Đạt Ri hay không, nhưng cụ thể thì ông trong cái đoạn chat này đòi gặp đâu đánh đó nữ ca sĩ với giọng điệu vô cùng gay gắt và liên tục chỉ thề: "Làm gì con tin với cha nghĩa." Hiện tại thì đoạn story này đã được nữ ca sĩ xóa đi và chỉ để lại story với nội dung: "Con định đóng vai người bị hại đến tận bao giờ?" Có vẻ như là cái màn mà đăng story xong rồi xóa đi của các nghệ sĩ showbiz thì bây giờ không còn có ý nghĩa gì nữa, vì các fan đã nhanh chóng cáp lại màn hình và truyền tay nhau rần rần. Và tranh thủ theo cái dòng sự kiện này thì những phốt cũ của nam ca sĩ Đạt Ri cũng được đao lại. Và đây không phải là lần đầu tiên mà anh chàng bị người yêu cũ phốt. Câu chuyện bắt đầu từ cô nàng bán bánh tráng.
Cụ thể thì cách đây gần 3 năm, cuối năm 2018, Đạt Ri từng bị người yêu cũ phốt, không còn mặt mũi gì luôn. Cô nàng này dùng những lời lẽ chửi mắng thậm tệ, bảo Đạt Ri là anh đứng dựng ngược, đốn mạc, thích dựng chuyện nói xấu người yêu cũ, chê bai cô bán bánh tráng nhưng mà lại đi ship bánh tráng để kiếm tiền, anh bám gia đình của cô nhưng lại đánh đập cô nàng thậm tệ, sau đó lại còn quỳ dưới mưa xin lỗi. Anh chàng này còn có tật là nợ nần như cơm bữa, chú nợ bắt phốt thì lên chửi ngược, tất cả đều bị cô này tức nước vỡ bờ cho bung bét hết cả lên. Cô nàng này cũng dùng những lời lẽ không hề tốt đẹp dành cho Du Yên, cũng là người yêu hiện tại thời điểm đó của Đạt Ri, với ám chỉ là nữ ca sĩ đã khinh thường mình bán bánh tráng. Nhưng mà chính người yêu của nàng hiện tại lại là anh trên những đồng tiền bán bánh tráng của cô mà sống. Đạt Ri thời điểm đó thành công nhưng mà lại để bố mẹ phải sống trong căn nhà thuê sập xệ khổ cực, trong khi mình thì ấp hình sang chảnh. Ôi, nói chung là cái câu chuyện này thời điểm đó là rôm rã làng trên xóm dưới, ai cũng biết, chia nhau bàn luận. Và thời điểm đó thì tất nhiên đó cũng chỉ là một phía của người yêu cũ mà thôi, biết đâu là trong cái lúc tức giận thì có thêm mắm dặm muối. Ngay sau đó thì bạn thân của Đạt Ri là B-Ray cũng đã vào cuộc. B-Ray ấp hẳn một status dài để bên vực, khiến cho chiến trường hồi ấy chia hẳn ra hai phe. Phe của Đạt Ri và B-Ray đưa ra những thông tin là cô bạn gái cũ này chả phá dạng vừa, coi thường Đạt Ri, túm đầu cào mặt anh chàng như cơm bữa. Rồi nam ca sĩ này từng dầm mưa đổi gió đi ship bánh tráng, thậm chí là chăm chỉ dành dụm tiền để đi thu nhạc mới thành danh được như bây giờ, bla 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 đủ thứ. Nhưng mà BJ thì rồi cũng xóa cái status đó luôn các bác. Tóm lại đợt đó là phốt cũng lớn mà chửi mãi, chả bên nào chịu nhường nhau, đi vào dĩ vãng luôn. Đến nay thì khi Du Yên một lần nữa phốt bạn trai cũ thì cộng đồng mạng lại tiếp tục được một lần nữa hả hê. Một lần thì chưa tin mà đến lần thứ hai người yêu cũ cũng phốt nữa thì chắc là không ra gì rồi, đúng là phải coi lại. Và trong những bình luận này thì tôi thấy thấp thoáng đâu đó rất nhiều bóng dáng của Cat Sky nhá, và đã tìm hiểu về tấm drama giữa Đạt Ri cà khịa Sơn Tùng MTP năm xưa. Còn nhớ vào hồi tháng 5 năm 2018 khi mà Sơn Tùng MTP vừa phát hành MV Chạy Ngay Đi, nhanh chóng lập kỷ lục trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, thu hút được rất đông sự chú ý của cộng đồng mạng với màn kết hợp với cô đào hot nhất nhì Thái Lan Mai Davika, thì không biết vô tình hay là cố ý, Đạt Ri lại bất ngờ có động thái mỉa mai cà khịa nam ca sĩ gốc Thái Bình là đạo nhái một tác phẩm khác của Hàn Quốc với dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, anh chàng đã share lại MV của Mino nhóm Winner với caption Chạy Ngay Đi. Bài đăng này nhanh chóng thu được rất nhiều sự tương tác, và sau đó anh chàng này lại share lại MV chính gốc của Sơn Tùng Chạy Ngay Đi với caption Nãy ấp nhầm, nào chạy ngay đi. Hành động của Đạt Ri không chỉ khiến cho fan của Sơn Tùng MTP nổi cơn điên mà còn làm cho tên tuổi của anh chàng xấu đi trong mắt người hâm mộ. Và có lẽ Đạt Ri cũng không thể lường trước được là sự đông đảo và hung mạnh của cộng đồng Sky. Ngay sau đó anh chàng phải lên tiếng xin lỗi và tự nhận là bản thân đã quá nông cạn hiếu thắng. Anh chàng cũng cho hay là lý do mà anh tạm dừng hoạt động một thời gian không ra sản phẩm là để tránh việc gọi là ké fame drama thời điểm đó. Dù cho hiện tại có tỏ ra hối hận và tội lỗi như thế nào thì Đạt Ri cũng không thể khôi phục được hình ảnh trong mắt fan nói chung và các Sky nói riêng. Mặc dù cái drama này nổi ra vào giữa đêm khuya thanh vắng nhưng mà cộng đồng mạng đang vô cùng rôm rã để bàn luận về vấn đề này. Đa phần thì các netizen đều tỏ ra thất vọng và tiếc nuối cho một mối tình tưởng đẹp đẽ giờ lại đổ vỡ không êm đẹp, đồng thời cũng ca khịa màn tình sâu ý đậm của cả hai trong chương trình cũ. Tưởng bảo chia tay vẫn hợp tác làm nhạc, xong rồi em hát ở trên sân khấu thì anh vẫn ngồi nghe mà. Bây giờ của chung thì bán đi mỗi người một nửa tiền là hòa chứ có gì đâu mà cãi nhau. Yêu cô nào đào mỏ cô đó, thiết nghĩ anh Đạt Ri nên đổi thành Đạt đào mỏ đi ạ. Đạt Ri ngày trước cũng bị phốt sống tệ với người yêu cũ, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Mới đọc được là giao kênh YouTube, nghe tưởng là đàn ông, lướt xuống thì lại để một đống nợ, thì ra là đàn ông mặc váy rồi. Mỗi lần tới mùa thi là bắt đầu có drama, phân vân là không biết nên học bài hay là hit drama luôn. Chắc là mọi người hiểu nhầm rồi, chứ mình cũng hay đùa với người yêu là tao qua nhà mày tao đấm mày giờ, mà là mình đấm bằng mồm thôi. Còn anh Đạt chắc đấm bố mẹ chị Uyên rồi. Nhìn chung là lần này có vẻ vẫn như lần trước, hình ảnh của Đạt Ri vẫn không mấy tốt đẹp và đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Netizen thì cho rằng Đạt Ri là loại đàn ông tồi, xong anh bám phụ nữ vũ phu mặc váy. Và không để cho những người hit drama phải chờ đợi lâu thì mới đây Du Uyên đã chính thức tuyên bố là Đạt Ri không hề để lại cho mình kênh YouTube cũng như là các tài khoản mạng xã hội sử dụng chung thời còn yêu đương như mọi người đang đồn đoán, mà thứ nam ca sĩ để lại cho cô chính là một món nợ. Theo đúng nghĩa đen nha mọi người. Món nợ này lên đến 18.425,7 đô la, tương đương khoảng 425 triệu đồng với các đối tác sản xuất nhạc. Du Yên nói thêm là Đạt chưa bao giờ dám đối mặt với tôi để giải quyết, mà chọn cách im lặng và kể lại một cách không trung thực. Đây chỉ là một vài chi tiết nhỏ trong sự việc này.
Không chỉ vậy thì phía Daji còn cạn tin cai nghĩa xóa quyền quản trị của cô nàng, tiếp tục phát triển kênh mà không hề có Du Yên sau này. Nguyên văn dòng chia sẻ của Du Yên cho hay, hiện tại G Entertainment là công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí G. Khi quyết định ra đi, Du Yên đã nói với Daji là để lại cho Daji toàn bộ công ty, bao gồm trang page G Entertainment 800.000 follow, kênh YouTube chính thức G Entertainment 1 triệu sub. Trước đó, tất cả các trang này đều do Du Yên và một người em được giấu tên tạo ra. Mục đích là muốn cho đài phát triển một kênh riêng cho đài chứ không phải của riêng ai. Nhưng vì lý do cá nhân mà Du Yên buộc phải rời đi và để lại những gì mình và mọi người tâm huyết cùng nhau phấn đấu suốt thời gian 3 năm qua. Trang page G Entertainment thì mọi người cũng đã thấy là Du Yên đã bị tước quyền mà không một lời nói, một lời báo trước. Tất cả đều âm thầm loại bỏ cô ra. Hiện tại kênh YouTube thì vẫn còn nắm quyền vì may mắn vẫn cầm được mail chính cho nên chưa bị kích ra. Còn lại tất cả thì Đạt đã âm thầm nhờ người tước ra hết. Còn về số nợ 18.425,7 đô la là do kênh này hoàn toàn không có doanh thu 6 tháng đổ lại đây. Hiện tại đây là những chia sẻ chính thức của phía Du Yên, còn Daji thì vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo gì. Arsenal sẽ tiếp tục cập nhật những drama này tiếp cho các bạn nếu có thông tin gì mới. Còn các bạn nghĩ gì về cái drama này hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Và nếu thấy hay đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Arsenal. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.